chào mừng quý khán giả của Giới Sân Cỏ thân mến. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với sân bóng đá Thăng Long để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận giao hữu giữa cao thủ X-Men FC và cao thủ ETH93 FC. Số 22 Mizu, số 8 Anh Duẩn, số 77 Trung Dũng, số 10 đó là UNTH. Khá nguy hiểm. Và đó là tình huống dứt điểm đến từ các chân sút của X-Men FC và tỷ số được mở dành cho cao thủ áo đỏ. Một pha ra chân rất nhanh. Người vừa ghi bàn cho cao thủ X-Men FC đó là số 66 Hồng Quyến. Đường mở bóng không thành công của Đức Lệ. Khá nguy hiểm. Cơ hội vào. Tỷ số được quân bình mở đều. Đó là bàn thắng của số 12 Huy Lụy. Một pha xử lý kỹ thuật. Và Huy Lụy đã đánh bại thủ thành bên phía X-Men với một pha lốc bóng cực kỳ chất lượng. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Một pha xử lý rất nhanh. Cơ hội dành cho cao thủ áo đỏ. Pha xử lý là của số 47. Nguy hiểm. Cơ vào. Cú dứt điểm là của Thạch Trần. Một pha bóng bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Thạch Trần khi mà không có bất kỳ một cầu thủ nào bên phía NTH93 theo kèm. Sau khi để mất bóng thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ cũng đá rất nhanh, áp sát để cắt bóng và tạo ra tình huống phản công. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ X-Men. Được chuyền vào. Bóng không tới được vị trí của Tuấn Anh. Nguy hiểm. Cắt vào. Cú ra chân rất nhanh của Đức Lệ. Bóng đá chạm vào xà ngang khung thành của Bình Gôn. Đường mở bóng của Trung Dũng. Bóng không vượt qua được Đức Lệ. Cơ hội. Có khoảng trống. Vào. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 dành cho cao thủ NTH93. Người vừa ghi bàn đó là số 10 UNTH. Một pha tăng tốc rất nhanh của UNTH. Và anh đã có một tình huống chênh mũi dày để đánh bại thủ thành Thái Vũ bên phía X-Men. Một tình huống không hiểu ý. Cơ hội dành cho cao thủ áo vàng. Xử lý không qua người. Đó là tình huống bỏ lỡ của Nhân Vọng Khải. Ném biên dành cho cao thủ áo vàng. Đường mở bóng rất hay. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng quân bình tỷ số dành cho cao thủ áo đỏ. Một pha dứt điểm từ xa của Tuấn Báo. Một cú dứt điểm tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, tuy nhiên nó lại nguy hiểm không tưởng. Và thủ thành của NTH93 đã không thể có một pha xử lý tốt. Vẫn đang là cơ hội dành cho các cầu thủ X-Men. Đó là một tình huống dứt điểm ngay. Cơ hội. Pha bỏ lỡ là của chân sút số 2 anh PP. Một tình huống dứt điểm cận thành, tuy nhiên anh PP lại không thể có một pha xử lý tốt. Và Huy Lụy đã không thể có một tình huống dứt điểm đủ tốt. Nguy hiểm. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3. Bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Thái Vũ đã xử lý rất tốt. Một pha xoay người dứt điểm rất gọn gàng. Đội hình của cả hai đội bóng. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì các cầu thủ bên phía X-Men vẫn đang là những người có được sự hiệu quả. Đối mặt không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Đã đến với các cầu thủ của đội bóng áo đỏ. Chúng ta cùng theo dõi lại pha xử lý của Thạch Trần. Đó là tình huống mà thủ thành bên phía NTH93 đã chơi rất xuất sắc. Đầy nỗ lực để có thể tìm kiếm bàn thắng. Nguy hiểm. Lại là một đường chuyền sai địa chỉ. Cơ hội vào. Tỷ số được nâng lên thành 4-2 dành cho các cầu thủ X-Men. Đó là bàn thắng của Tuấn Anh.
Tuấn Anh đã chớp thời cơ rất nhanh để mang về bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ X-Men. Đội bóng vàng họ đang thiếu đi sự chắc chắn trong những tình huống xử lý của mình, khá nguy hiểm. Pha xử lý kỹ thuật của Thạch Trần vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía NTH93. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 5. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Những sức ép mà các cầu thủ của X-Men tạo ra đã giúp họ có được bàn thắng thứ 5. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Vẫn đang là những sức ép mà cao thủ áo đỏ tạo ra. Bàn thắng thứ 6 đó là bàn thắng của Đức Lê. Sau rất nhiều những nỗ lực thì Đức Lê cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình. X-Men họ đã có một cách tiếp cận trận đấu rất khác và tạo ra một lối chơi tốt. Cơ hội đã có lỗi rồi và pha bóng khá nguy hiểm của anh PP. Như vậy là trọng tài xác định điểm phạm lỗi ở trong vòng cấm và sẽ là quả penalty. Đối mặt với Thảo David đó là Trung Dũng. Trung Dũng vào. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và đó là cơ hội cuối cùng và các cầu thủ của NTH93 đã có được bàn thắng sút ngắn cách biệt xuống còn 3-6. Tuy nhiên mọi nỗ lực của họ đã không thể thoát khỏi một trận thua. Và xin chúc mừng X-Men với một trận đấu hấp dẫn và kịch tính với một chiến thắng tương bừng cách biệt 3 bàn. Dù cho các cầu thủ của NTH93 đã rất nỗ lực, tuy nhiên họ vẫn không thể thoát khỏi một trận thua trước một X-Men thi đấu đầy chắc chắn và đầy thăng hoa trên hàng công. Đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.